Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay tôi lại chia sẻ một cái bài nói về cái giờ kim xà thiết tỏa, tức là cái giờ sinh mà nó kỵ cho trẻ sơ sinh. Nếu như nó phạm vào nó rất là khó nuôi. Tức là cái bài này nó ở trong một cái cuốn sách chép tay của một cụ thầy cúng, người ta chép cách đây mấy chục năm rồi. Đây cái cách tính nó như sau. Nó chỉ có mấy dòng thôi, nhưng mà ta hiểu nó như thế này. Nguyên văn của bài viết nó như thế này: trước hết phải xem năm tháng ngày giờ nào, rồi cứ từ cung tuất trên bàn tay mà tính năm tháng, tính xuôi cho đến năm sinh thuộc về cung nào, rồi từ cung ấy mà khởi tháng riêng, tính ngược cho đến tháng sinh thuộc cung nào, rồi lại từ cung ấy mà khởi ngày mùng 1, tính xuôi cho đến ngày sinh thuộc về cung nào, rồi từ cung ấy khởi từ giờ Tý, tính ngược cho đến giờ sinh, rồi mới xem giờ sinh ấy thuộc cung nào. Và trai thì thìn tuất, gái thì sửu mùi. Tức là nếu như nam là nam mà nó rơi vào cái cung thìn tuất thì là kim xà thiết tỏa, mà nữ nó rơi vào cung sửu mùi thì là kim xà thiết tỏa. Thì vào hai cái canh giờ này nó là cái giờ rất xấu, tức là gọi là cái giờ ấy là khó nuôi. Thế giả sử như năm nay là năm Mão đi, đây có một cái đồ hình như thế này. Tức là năm nay là năm Mão thì ta sẽ khởi tại cái cung tuất, khởi tại cung tuất để ta đếm thuận, để ta tìm tháng, à tìm năm. Tức là khởi cung Tý, tức là khởi Tý đại tuất đếm thuận. Thế ví dụ năm nay là năm Mão thì là Tý Sửu Dần Mão, tức là nó nằm ở cung Sửu là năm Mão. Còn bây giờ là tháng 5 âm lịch thì ta sẽ đếm nghịch đến tháng 5, tức là Sửu nó sẽ là tháng riêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Thế tại cái cung Dậu tháng 5 này ta sẽ khởi là ngày mùng 1, ta lại đếm thuận mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngày hôm nay là ngày 20. Đấy. Tháng 5 âm lịch. Bắt đầu ta lại khởi giờ Tý để ta đếm nghịch. Tý, Sửu, Dần, Mão. Giờ Mão thì nó vào cung Sửu là xấu. Xong đến Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, giờ Dậu nó cũng xấu. Đấy. Xong đến Tuất, Hợi. Thế thì ta cứ đếm vòng như thế thì nó sẽ vào cái cung giờ nào ạ? Nó rơi vào thìn tuất, nó đậu vào cái cung thìn tuất này, vào cung sửu mùi này. Thì thìn tuất này thì trai thìn tuất, nhưng mà gái sửu mùi. Nếu như con trai mà rơi vào cái cung thìn tuất là kim xà thiết tỏa, mà con gái rơi vào cung sửu mùi thì là giờ kim xà thiết tỏa, thì là nó xấu. Tôi chia sẻ cái bài này để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo. Ai có nhu cầu sử dụng cái cuốn sách này thì xin liên hệ với tôi theo số 0986217320. Cô chú anh chị xem video thấy hay và bổ ích cho tôi xin một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh. Thân ái chào cô chú anh chị và các bạn.